Hạnh phúc là để cảm nhận, không phải để ba qua. Công danh là để cống hiến, không phải để kiêu mạn. Vật chất là để sử dụng, không phải để khoe khoang. Tiền bạc là để chi tiêu và chia sẻ, không phải để so sánh hơn thua. Cuộc sống là để trải nghiệm, không phải để toan tính. Tình cảm là để chia sẻ và yêu thương, không phải để lợi dụng. Cha mẹ là để tri ân, hiếu thảo và đền đáp, chứ không phải để đòi hỏi. Bạn bè là để tin tưởng và giúp đỡ, không phải để lấn lướt và lợi dụng. Niềm tin là để an ủi, nương tựa, chứ không phải để lường gạt, dối lừa. Người thương là để tri ân và chăm sóc, chứ không phải để bóc lột và làm tổn thương. Kính thưa quý vị, nếu ta khoe viên ngọc sẽ mất nó ngày mai, khoe điều gì hay tương lai sẽ mất nó. Mình được đời ưu ái không phải để mình hưởng thụ và khoe khoang, mà để mình ưu ái cho những người mà không được đời che chở. Đã là con người, ai cũng có phước, ít nhiều khác nhau mà thôi. Ai cũng có hạnh phúc, vật chất, gia đình và người thương. Một người trí tuệ, người biết tu hành, họ dùng phước một cách cẩn trọng. Vì sao? Vì phước thì nên tích, không nên tán. Nếu phước mà tán thì họa sẽ sinh. Phước tán bằng cách nào? Bằng cách sử dụng nó quá mức. Sử dụng cách nào mà quá mức? Qua hai cách. Một là hưởng thụ quá nhiều, không sợ hết. Hai là tự hào, tự cao, tự kiêu, tự mãn, tự đại, tự khoe dưới đời rằng mình hơn họ. Hai cách hưởng thụ qua cái bản ngã mà qua thân xác này, nó làm cho cái phước của mình tiêu hao rất nhanh. Và đặc biệt là cái tôi của mình, cái tôi tự hào của mình so tính với người khác để mà xem thường họ, mình hơn họ. Thì đó là làm cho phước đức của mình mỗi ngày bị hao mòn rất nhanh. Con kính gửi chia sẻ, như là người Phật tử, chúng ta cố gắng tu nhân tích đức, dưỡng phước mỗi ngày cho mình, cho con cháu về sau. A Di Đà Phật.